Hello, chào quý vị. Một tuần mới chúng ta gặp nhau và mình giới thiệu cho mọi người một con cổ phiếu nha. Một con cổ phiếu mà đang có cái hiện tượng là dòng tiền khá là tốt, vào liên tục trong vòng 3 tuần qua với hai nhịp vào tiền. Và hai nhịp vào tiền này cho thấy một cái xu hướng trong ngắn hạn khá là ok. Khá ok, đó là con BCG, tập đoàn Bamboo Capital. Nói thì không liên quan gì đến Bamboo Airlines nha. Và hiện tại thì chúng ta chưa xét về góc độ đồ thị, thì nói về cái mặt tin tức đi. Bamboo này nó đang chạy một cái dự án media cũng như các lần chạy media trước của năm 2021 hay là năm đầu năm 2022. Thì hiện tại nó đang chạy media về ba ba dạng media, hai ba dạng tin tức. Thứ nhất là về mở rộng thêm quỹ đất qua các cái dự án là MMA, tức là đi thu gom lại những cái đất đang bị ngợp của các cái tổ chức hay là chủ đầu tư đang bị ngợp. Thứ hai là về mặt năng lượng, năng lượng đang là một cái chủ đề khá là hot trong năm nay. Thì anh Bamboo đã cũng chạy chủ đề năng lượng, đó là bên con công ty con là BCG Energy. Con BCG Energy này thì đang có một số cái dự án năng lượng, ví dụ như là điện rác, rồi nhà máy điện Long An nè nha, rồi các năng lượng tái tạo này kia nọ nữa. Đó. Và đặc biệt là đang hô hào về cái tin tức xì đến hành lang là đang cố gắng chạy hồ sơ để đưa con BCG Energy này lên sàn Nasdaq gì đó, phải không? Nasdaq gì đó của Mỹ đó. Nói chung thì thực sự thì tin tức thì là dạng tin tức nha, tin tức thì là dạng tin tức. Nhưng với những cái góc nhìn cá nhân của mình á, thì độ uy tín của ban lãnh đạo công ty hay nào, thì con này mình không có xếp vào danh mục mà đầu tư dài hạn được. Nhưng mà để chấp nhận thay một con sóng thì đây là một con hoàn toàn có thể đánh theo sóng. Nhưng mà nói về đầu tư dài hạn nha, 2 năm, 3 năm, 4 năm thì mình không xếp con này vào dạng đó. Nhưng đánh đầu tư sóng thì mình chấp nhận ok, được. Khi nó có những cái bước trùng khớp. Và cái bước thứ ba ở trong của cái media đang tạo dựng lên, đó là cái game tăng vốn, đúng không? Lại phát hành thêm, tăng vốn. Đó. Thì với những cái đó thì hiện tại là đối chiếu đồ thị đang có dòng tiền vào với hai nhịp đánh. Rồi, còn ở trong góc nhìn trung hạn nha, góc nhìn trung hạn thì liên tục trong 8 tháng qua tích lũy đi ngang thôi. Tích lũy đi qua trong vòng 8 tháng nha, 8 tháng thì hiện tượng đang có dòng tiền mạnh vào đánh bất nền của 8 tháng qua lên. Thì mục tiêu con này thì mình cũng chưa có dám nói là mục tiêu sẽ đánh về để ăn x2 x3 gì cả. Nhưng mà trước mắt một cái mục tiêu có thể khá rõ ràng, đó là đánh về đỉnh cũ tháng 9 của năm 2023 nha, tháng 9 2023, đó là quanh cái vùng giá là khoảng vùng giá 12 đó, vùng giá 12. Thì bây giờ cách mua chúng ta thì như thế nào? Hiện tại tiền nó quá nhiều cho nên mà để nói mà cái con này nó sẽ tích lũy thế nào á, ở trong cái biên độ này thì cũng sẽ hơi khó nói. Cho nên đâu đó con này, con Bamboo này nếu mà nó quay trở lại vùng là 4 chấm 9.45 có thể là 9.5, chúng ta sẽ nhặt trước một phần, nhặt trước một phần của nó. Còn sau đó chúng ta theo dõi coi nó tích lũy để tạo một biên nền mới hay là nó sẽ tiếp tục nó rung lắc rồi nó điều chỉnh sâu hơn chung với thị trường. Nếu mà rung lắc điều chỉnh sâu hơn thì chúng ta sẽ chọn tiếp cái vùng số 2, đó là cái vùng là 9.15 và 9.2, thì đó là một cái vùng khá là phù hợp để chúng ta có thể là chúng ta sẽ bắt thêm con này nha, bắt thêm con này. Con này thì nếu mà chúng ta sẽ bắt ra trung bình như thế thì chúng ta sẽ có khoảng là cái giá là khoảng nếu được như thế thì khoảng 9.3. 9.3 thì mục tiêu chúng ta cắt lỗ là vùng 8.7 do cái biên độ của nó nha, biên độ của nó thì chúng ta cũng khó có thể nói để cắt lỗ khoảng 3-4% được. Con này thì cắt lỗ 7%, cắt lỗ 7%. Nhưng mà với mục tiêu như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mục tiêu đánh lên tới 25% thì cắt lỗ 7% vẫn là có một cái tỷ lệ đạt RR là 3-1-3. Đây là một cái điều mình thấy là hoàn toàn có thể ok để theo đuổi được. Có đầy đủ các yếu tố đang tạo dựng truyền thông, đang tạo dựng câu chuyện, yếu tố dòng tiền, yếu tố đồ thị tích lũy, ha, thì tất cả yếu tố này ta xếp vào một nhóm có thể đánh được cho một con sóng. Còn dài hơn nữa chúng ta phải theo dõi thêm. Rồi ok, chia sẻ đây thôi. Nếu mà các anh chị có những cái gì mà chia sẻ thêm hay tìm hiểu thêm các góc nhìn khác thì mời các chị comment bên dưới nha. Còn nếu các anh chị thấy ok hãy like cho thằng em và mình là Uy Thịnh ITP. Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái mã lần tới nha. Peace.